Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, phương Tây đã tập hợp một lượng lớn vũ khí, khí tài để hỗ trợ Kiev. Tính đến nay, các đồng minh đã cam kết gần 60 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực, đạn dược và các hệ thống pháo hiện đại. Tuy nhiên, theo Business Insider, rất nhiều trong số vũ khí viện trợ này vẫn chưa được đưa ra chiến trường. Việc triển khai vũ khí và phân bổ các nguồn lực một cách hợp lý cho các lực lượng chiến đấu đang đặt ra thách thức lớn với Ukraine. Theo Business Insider, Kiev hiện đang gặp vấn đề hậu cần là việc di chuyển vũ khí và trang thiết bị ra tiền tuyến, làm trì hoãn quá trình giao vũ khí cho từng đơn vị cụ thể. Cung cầu chưa xuôi. Chuyên gia Michael Kaufman, giám đốc chương trình nghiên cứu Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân Mỹ cho rằng hầu hết vấn đề hậu cần của Ukraine bắt nguồn từ những đánh giá chưa đúng về khó khăn cũng như những gì các đơn vị ở tiền tuyến thực sự cần. Ông Kaufman cho biết những lời than phiền ông nghe được không phải là về số lượng vũ khí được viện trợ và là sự thất vọng về cách Kiev phân bổ viện trợ cho các lực lượng chiến đấu. Bên cạnh đó, theo môi trường hoạt động bị hạn chế khiến hoạt động hậu cần của Ukraine gặp nhiều khó khăn. Dù ngăn được Nga kiểm soát không phận, nhưng Ukraine không chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Điều này khiến máy bay và trực thăng không thể tiếp tế cho lực lượng mặt đất. Lực lượng thay đổi. Tình hình càng phức tạp hơn khi quân đội Ukraine thay đổi liên tục. Kể từ năm 2014, Kiev đã liên tục cải cách, tích hợp quân đội và thiết bị mới để phòng thủ tốt hơn trước đe dọa từ bên ngoài. Vào tháng 5 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nói với tờ The Times of London rằng 130.000 người đã gia nhập lực lượng phòng vệ lãnh thổ chỉ trong vòng 10 ngày sau khi xung đột nổ ra hồi tháng 2. Cùng lúc trang bị cho các đơn vị mới và hỗ trợ các đơn vị đã sẵn sàng chiến đấu là một vấn đề khó nhằn, bởi đây không chỉ là vấn đề phân bổ súng và đạn dược. Thách thức còn nằm ở việc đào tạo tân binh, vốn thiếu cả kinh nghiệm chiến đấu và triển khai vũ khí, đặc biệt là các loại vũ khí mới do phương Tây viện trợ. Hiện Ukraine đang điều động các lực lượng mới đến Mỹ và châu Âu để tham gia các khóa huấn luyện quân sự. Và tất nhiên, quá trình này cần nhiều thời gian. Ngoài ra, các thông tin tình báo từ quân đội Ukraine và phương Tây cũng chưa được chia sẻ đến tất cả lực lượng chiến đấu, khiến việc liên lạc giữa các bên gặp nhiều khó khăn, làm chậm quá trình triển khai vũ khí nhận được từ phương Tây. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,